Đó, xin chào nha, chia sẻ với mọi người một trường hợp sửa mí cho bạn gái đã từng cắt và nhấn cách đây 6 năm. Chúng ta xem cái đặc điểm mắt trước của bạn đấy, vì sao đôi mắt này bạn ấy lại đi sửa. Chúng ta thấy là hai bên khá là to rõ đúng không ạ? Tuy nhiên thì ở trạng thái mở mắt này, nhắm mắt thì chúng ta thấy cái đường sẹo này, ngấn cao này. Ánh mắt thì theo bạn ấy là mí to nhưng mà mắt lúc nào cũng buồn, nó không được tự nhiên, nó không được tươi vui tươi. Thì bạn ấy mong muốn là cái mí nó nhỏ hơn, gỡ cái dính sâu, đó dính khá là sâu ở bên trong, và để cho cái ánh mắt đằng sau, cái thần thái khi mà giao tiếp cũng như mở mắt nó được vui tươi hơn. Bởi vì theo bạn ấy cảm giác như lúc nào nó cũng hơi buồn ngủ ấy. Thì bác sĩ đã sửa hạ sai chỉnh cơ và cái bù một chút mỡ chúng ta xem này. Vừa mới thực hiện xong còn một chút sưng nề nhưng chúng ta thấy đó, cái form mí nó đã nhỏ hơn rất là nhiều, và đặc biệt là gì, em nhìn thẳng đây chút xíu đó, chúng ta thấy bác sĩ chỉnh cơ để cái hàng lông mi của bạn ấy mở ra nó được tươi tắn hơn. Đương nhiên thì vừa thực hiện xong mà nó còn một chút cái sưng nề cho nên là nó cảm giác nó hơi nặng nặng một chút đúng không? Đúng. Mà mắt là hơi không nó có hơi sợ căng căng một xíu. Ở mai thì có thể nó sẽ sưng hơn, nhưng sau này ổn định thì nó sẽ nhỏ hơn thế này, chắc chắn là nó sẽ nhỏ hơn nhé. Vâng. Đó. Em mở mắt ra. Nhắm mắt lại. Đó, nhắm mắt lại. Chúng ta xem. Đó, rất nhiều bạn trước đây đã từng cắt mí, đặc biệt là cắt mí mi deep cái chứ, chẳng như mấy năm trước ấy, thì đưa một cái đường không loại bỏ cái da dư, cho nên là mà mắt có da dư cho nên là phải đưa rất lên cao và hãm vào trong cái hốc mắt này, nó làm cho cái tình trạng mắt của mình nó lên được mí đấy, nhưng mà mí có thể to đấy, 6 năm, 6, 7 năm, thậm chí cả chục năm nó chả sụp, nhưng nó cái mắt mình nó không được vui tươi nhé. Yeah. Rồi, chúc mừng em gái, cảm ơn em đã tin tưởng bác sĩ. Nó sẽ cần có thời gian để hồi phục. Thì mí sửa như của em thì cần khoảng 2-3 tháng, ít nhất là tầm 3 tháng. Kiên trì cho anh cái thời gian đầu tiên, đừng quá băn khoăn nhé. Vâng. Chăm sóc cho nó tốt. Đó, chia sẻ với các bạn, không phải cứ nhiều khi các bạn cái khuôn mắt của người Á Đông mình nó khác. Nhiều bạn đi cắt mí lần đầu được bác sĩ làm cho được tự nhiên, được một đôi mắt tươi trẻ thì các bạn lại không thích, thì các bạn muốn mí nó to hơn. Thì đấy là một cái quan niệm mà thật sự cũng chưa phù hợp, bởi vì các bạn chưa trải qua, và chỉ những người trải qua rồi thì họ mới hiểu cái cảm giác mí to là như thế nào. Ví dụ như bạn gái đây, bạn ấy 6 năm trời bạn ấy thấy ánh mắt lúc nào cũng buồn đúng không? Vâng. Nó mí to chỉ có một vài người mí to là đẹp thôi. Đó là những cái người mà có cái cấu tạo, cái nét như kiểu người Âu hoặc người Ấn Độ thì được. Vâng. Còn đa số chúng ta cái cấu tạo của người Á Đông thì nó không thể được cái chuyện đó. Bởi mí to nó sẽ phải thay đổi cái cấu trúc và làm cưỡng so với cái cấu trúc sẵn có của mình, cho nên là ánh mắt lúc nào cũng buồn buồn. Chia sẻ với cả nhà. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái buổi chia sẻ tiếp theo. Ok.